xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Thì hiện tại thì Tam Giác Mạch vẫn đang có mặt ở Hà Nội thôi. Thì trong thời gian 2 tuần vừa qua ấy, thì là em Trọng với em Quyết là đứng máy cũng như là chia sẻ với quý khán giả, cô chú anh chị những cái tiến độ về những cái công trình mà kênh đang thi công cũng như là thực hiện. Thì rất là nhiều quý khán giả có nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm. Và cũng có rất nhiều quý khán giả thắc mắc là vì sao trong thời gian vừa rồi 2 tuần ấy, là cháu Hiệp là không đứng kênh cũng như là không xuất hiện trên những cái video. Thì cũng thú thật với cô ba anh chị là trong thời gian vừa rồi ấy, 2 tuần vừa rồi ấy, thì cháu Hiệp là đang có việc ở dưới Hà Nội này, bản thân là đi chữa bệnh. Thứ hai cũng là xuống đây để một chút công việc hỗ trợ chỗ em Phỏng mà vợ bị bỏng mặt đấy. Thì hiện tại thì thời gian rất là cận Tết rồi, mọi người đang rất là sốt ruột và những ngôi nhà chưa được mọc lên thì có lẽ là cũng rất là sốt ruột. Tuy nhiên thì những người bệnh, những người những cái hoàn cảnh mà kênh đang hỗ trợ cũng như là kịp thời đưa đi chạy chữa thăm khám thì bao giờ cũng là bản thân Tam Giác Mạch là dành cái ưu ái hơn, bởi vì là cứu người thì bao giờ cũng quan trọng hơn là cái việc xây dựng cơ sở vật chất. Để mà nói thì thật sự là như vậy. Thì khi mà video này phát sóng lên thì cháu Hiệp cũng đã quay trở lại để tiếp tục cái công việc đó là đồng hành đưa mẹ của em Thăng cùng với em Long là đi xét nghiệm, đi khám để xem là cái tình trạng ung thư máu như thế nào rồi, liệu là còn kịp chữa hay không, hay là như thế nào, tình trạng như thế nào, thì anh em mình cũng sẽ thông tin ở trong những cái video tiếp theo. Ngoài ra thì hiện tại thì cháu Hiệp đang trên hành trình đi sang Viện Bỏng Quốc gia để chia sẻ tiếp về tình hình cụ thể nhất trường hợp của chị Sung phỏng mặt đấy. Thì còn gần một tháng nữa, không đủ một tháng nữa là đã Tết rồi, thì xem là tình hình phẫu thuật như thế nào rồi. Và thứ hai là cũng thông tin tới hai vợ chồng về tình hình tài chính. Và thứ ba là xem là cái ăn uống của chị Sùng như thế nào rồi, bởi vì rất là nhiều quý khán giả là thắc mắc và cũng tò mò, bởi vì đã đồng hành và gửi tiền về thì cũng mong muốn là cái hoàn cảnh đó được cứu chữa sớm nhất để về đoàn tụ với gia đình. Ngoài ra thì bên trên nhà chị Sùng ấy cũng đang rất là lục đục, bởi vì là không có ai chăm nhà. Thì em gái sang thì em gái cũng có gia đình riêng nữa, rất là khó khăn. Em trai ruột duy nhất thì lại phải đi học, thì nhà cửa thì cũng xảy ra mất cắp các thứ thì cũng rất là sốt ruột rồi. Thế nên là anh em mình cũng theo sát. Ngoài ra thì ở dưới này thì em Phỏng mà bất. Ngoài ra thì em Phỏng ở dưới này thì cũng rất là chậm, thì cũng hết sức thông cảm cho các em, bởi vì các em học ít, thứ hai là va chạm xã hội cũng chưa được nhiều. Đây là những cái liên quan đến thủ tục giấy tờ như là đi mua thuốc giảm đau này, rồi là những cái giấy tờ liên quan để thuận lợi cho cái việc mổ xẻ đấy, thì em Phòng cũng không biết. Nên là trong thời gian mà Tam Giác Mạch ở dưới này chữa bệnh ấy thì cũng túc tắc lúc này lúc kia để sang hỗ trợ các em đó. Thì giải thích như vậy để quý khán giả là hiểu và thông cảm cho bản thân Tam Giác Mạch. Cháu Hiệp thì cũng hơn 3 năm rồi, tuy nhiên thì chưa có khoảng thời gian nào là nghỉ nhiều như thời gian này, 2 tuần biền biệt là không xuất hiện trên kênh. Tuy nhiên thì cũng rất là cảm ơn những cái đóng góp của quý khán giả dành cho em Trọng và em Quyết. Thì trong thời gian tới thì Tam Giác Mạch cũng sẽ xuất hiện, tuy nhiên thì sẽ cho em Trọng đứng kênh nhiều hơn để bản thân Tam Giác Mạch cũng sẽ triển khai được nhiều công việc hơn. Ngoài ra thì cũng muốn nhìn thấy cái sự tiến bộ của các em. Thế nên là về cái quay phim có vấn đề gì hay là mic có vấn đề gì thì cô ba anh chị cũng có thể comment trực tiếp góp ý cho các em sẽ đọc bình luận. Ngoài ra thì đối với bản thân em Trọng đứng kênh ấy, thì Trọng là có cái tật là nói lắp, thì cái điều đấy quý khán giả đã biết rồi, em đấy đã cố gắng rất là nhiều để không lắp và có thể triển khai cũng như là diễn đạt văn từ nó hay hơn. Tuy nhiên thì mỗi người có một khoan nói và mỗi người có một cách diễn đạt. Tuy nhiên thì mọi người cứ tập trung vào cái mục đích chính của kênh, đó là làm cái công tác thiện nguyện thôi. Thì nhìn vào các việc các em làm chứ đừng nhìn vào các em nói mọi người nhé. Thì thay vì chê
chê bai hay là làm thiếu thì cô anh chị quý khán giả có thể góp ý chân thành nhất để các em ngày càng tốt, ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Đó, đấy là cái điều mà chủ kênh bản thân cháu Hiệp rất là mong muốn. Thì những cái thiếu sót anh em mình luôn luôn lắng nghe để thay đổi, và những cái đã được rồi thì anh em mình chân thành cảm ơn những cái góp ý của quý khán giả. Thì chung quy lại là 2 tuần vừa rồi là bản thân Tam Giác Mạch xuống Hà Nội là để đi chữa bệnh và phụ giúp vợ chồng em Phòng ở dưới này. Thì hôm nay Tam Giác Mạch đang bắt taxi sang bên Viện Bỏng Quốc gia để chia sẻ một lần nữa trước khi về quê, để đưa vợ mẹ em Thăng đi khám. Thì không biết là em Phòng sẽ còn phải ở lại bao nhiêu lâu và chị Sùng còn phải phẫu thuật những cái gì nữa để về kịp ăn Tết. Thì hy vọng rằng là cả mẹ em Thăng và gia đình em Phòng là đều về ăn Tết ngon lành và tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Còn cập nhật một chút về nhà của A Lúa. Thì vì sao nhà A Tủa cho đến video này Tam Giác Mạch phát sóng mà vẫn chưa có video triển khai nhà của anh Tủa Điếc? Thì thật sự là trong 2 tuần Tam Giác Mạch đi thì các anh thợ, đội thợ của Tam Giác Mạch là xây dựng nhà của A Lúa trong khoảng 7 ngày đến 8 ngày là đã bàn giao rồi. Tuy nhiên thì các cái video mà các em ghi hình ấy thì phải phát sóng, để phát sóng xen kẽ, tức nghĩa là mỗi ngày thì kênh sẽ truyền tải 2 nội dung thôi. Thế nên là một ngày cái lượng công việc nó làm được rất là nhiều. Thì ngôi nhà của anh Lúa thì làm chỉ mất 7 đến 8 ngày thôi. Tuy nhiên thì cái video phát sóng của anh em mình lại mất tầm 2 tuần thì mới phát sóng hết. Nên là cái tiến độ của nhà nó sẽ, tiến độ của nhà trên video nó sẽ đi chậm hơn so với tiến độ thực tế khoảng 4 ngày. Tức là ví dụ hôm nay mà quý khán giả xem được cái video nhà anh Lúa là anh em thợ tạm biệt và thanh toán tiền công rồi, thì tức nghĩa là nhà anh A Tủa Điếc đã bắt đầu khởi công rồi. Đấy. Còn vì sao mà đến bây giờ Tam Giác Mạch vẫn chưa cho triển khai nhà A Tủa? Thì bản thân cháu Hiệp là người triển khai nhà thì chắc chắn là sẽ phải, bản thân sẽ phải về nghiệm thu trước, cái nào được, cái nào chưa được thì sẽ gọi anh em thợ đến để sửa sang và hoàn thiện một cách trọn vẹn nhất để gia đình người ta ở, người ta sẽ hài lòng. Và anh em mình, cái trách nhiệm của anh em mình góc độ là đồng hành với các nhà hảo tâm thì sẽ cũng sẽ là hoàn thành trách nhiệm một cách ngon lành suôn sẻ nhất. Nên là bản thân cháu Hiệp phải về để nghiệm thu nhà của A Lúa xong thì mới triển khai nhà A Tủa của Điếc ấy mọi người ạ. Thế nên là chưa vội được, mà cũng rất là nhanh thôi, bởi vì đội thợ của anh em Tam Giác Mạch làm thì chỉ mất 8 ngày là xong một căn nhà cấp 4 rồi. Vì cô bác anh chị khán giả theo dõi từ trước là đã biết rồi, là làm rất là nhanh và chu đáo. Thế nên là trách nhiệm của bản thân là cũng sẽ phải, bản thân phải về nghiệm thu đã, bởi vì là khi mà mình chưa nghiệm thu mà cho triển khai căn nhà khác rồi thì sẽ rất là khó nói chuyện với anh em thợ, và chỗ tiền nong các thứ thì cũng sẽ rất là không khách quan cho lắm. Thế nên là Tam Giác Mạch video này phát sóng thì tức nghĩa là Tam Giác Mạch đang trên đường về quê rồi, sau đó là nghiệm thu và sẽ có những cái video cụ thể để gửi tới quý khán giả. Thì một lần nữa là một thông tin tới cô bác anh chị, trong 2 tuần vừa qua là Tam Giác Mạch xuống Hà Nội để đi chữa bệnh. Bởi vì là cũng không muốn thông tin, bởi vì là thông tin thì để khách quan mà nói thì cũng rất là không hay. Nhiều người lại nói anh em mình là quay video lên để xin tiền này nọ thì cũng rất là bất tiện. Ngoài ra thì cũng để cho bản thân em Trọng là cố gắng phát triển cũng như là thay đổi bản thân có thể thay thế cho Tam Giác Mạch một vài cái trường hợp đứng kênh để triển khai công việc. Ngoài ra thì cũng để mọi người đỡ phải lo, bởi vì hiện tại thì quá trình thăm khám sức khỏe thì cũng đã ok rồi, bản thân cũng đã đi về rồi thì cô ba anh chị cũng không phải lo nữa. Trong thời gian tới anh em mình sẽ gấp rút triển khai căn nhà. Còn đối với nhà của Xính Bỏng Mặt ấy thì kênh muốn nhanh cũng không được, bởi vì là không tìm được đất thì không biết làm thế nào, vẫn phải lựa chọn cân đo đong đếm rồi là tận dụng hết các mối quan hệ để tìm kiếm một cái miếng đất, sau đó mới cất nhà cho các em được. Và không có cái tư liệu sản xuất thì không thể sản xuất được mọi người ạ. Nên là nếu như chậm thì nhà em Xính Bỏng Mặt có thể sẽ phải rời ra Tết đó. Tuy nhiên thì mọi người yên tâm là cháu Hiệp đã làm thì chắc chắn là sẽ phải chu đáo và để mọi người không ai bị thiệt cả. Đấy. Trong trước Tết thì chắc chắn sẽ bàn giao nhà Thủ Điếc và nhà của A Lúa rồi. Còn
bây giờ thì mời quý khán giả tiếp tục theo chân anh em mình xem là chị Sùng bỏng như thế nào, cũng như là bao giờ sẽ được về và phẫu thuật đến như thế nào rồi mọi người nhé. Đấy, Hà Nội thì rất là chật chội. Hà Nội vào những cái giờ tan tầm này thì đúng thật sự là được ăn đặc sản rất nhiều, tắc đường. Đấy. Tính từ thời điểm mà hai vợ chồng em Phồng xuống viện bỏng Lê Hữu Trác thì cũng được 3 tuần rồi, chính xác là 3 tuần 2 ngày. Đấy. Và cũng đã điều trị cũng như là phẫu thuật hết khá là nhiều tiền rồi. Anh em mình dự trù trước mắt vẫn là phẫu thuật xong cái khuôn miệng cho chị ăn uống. Trong nữa mọi người sẽ được thấy là xem chị Sùng ăn uống như thế nào rồi nhé. Sáng nay tao giám mạch có gọi điện thì bảo là cô đi lại bình thường rồi. Tuy nhiên thì vẫn muốn là phẫu thuật thêm cái tay để nó đỡ đau, cũng như là về có thể lao động được, phụ gia đình những cái việc nhỏ nhẹ nhất như giặt giũ rồi là nấu cám lợn các thứ. Đấy. Thì không biết là sau cơ số thời gian đấy thì chị Sùng bỏng như thế nào rồi mọi người nhé. Sắp đến rồi. Đây rồi mọi người ơi. Đây là những cái lần mà quay trở lại của Tam Giác Mạch. Hôm nay thì vợ chồng Tam Giác Mạch sẽ mời vợ chồng của em Phổng là đi ăn cơm ở ngoài một bữa. Thôi đi. Ôi giời ơi, xem cái gì. Đây mọi người này, chị Sùng đây. Xin chào nhá. Khỏe không? Có khỏe không? À, đây chị Sùng đây. Chị ăn được chưa? À, cũng thấy to hơn rồi nhỉ. Bên dưới cằm khỏi hẳn chưa? Con nó lở chỗ con ạ. Đi ra ngoài kia ăn cơm đi. Đi ăn bữa một bữa nhà hàng xem như thế nào nhé. Ăn ở đây chán chưa? Cơm em vợ thường thường ăn cơm hay ăn cháo? Ăn bình thường. Bình thường à? Vâng. Đi. Đi trước đi. Đi ra bên này ăn. Đấy. Đi. Hai vợ chồng bây giờ là chị Sùng cũng đã khỏe hơn rất là nhiều rồi, đi lại được bình thường rồi. Đấy, thì để tiếp tục tâm sự thì anh em mình sẽ ra ngoài kia rồi tiện thể quay nhé mọi người nhé. Ở đây ngủ được không? Vẫn ngủ được à? Bao giờ lại phẫu thuật nữa? Bao giờ phẫu thuật tiếp? Em xin bác sĩ nữa mà chưa biết. À. Chưa biết là nó da này không thấy thì không mủ thì chắc là chưa biết là bao giờ được về đâu nhỉ? Trên nhà như thế nào rồi? Trên nhà như thế nào rồi? Trên nhà ai đang trông nhà? Bây giờ thằng em trông nhà. Thằng em à? Vâng. Lại nghỉ học à? Ôi giời ơi, sắp thi đến nơi rồi. Vừa tao chị tao hả? Có vừa tao tao. Tao là dân chủ lúc lại. Tê chí mô hả mơ? Tê mô mô chí mô hả mơ? Có bao giờ ra ngoài ăn cơm không? Có. Có á? Vâng. Ăn ở đâu? Em ở... Đi ra đằng này. Đường đây. Em mua về hai vợ chồng em ở nhà. Thế ăn cơm bệnh viện là khô quá à? Vâng. Ăn ở đấy nhiều cũng chán mà đúng không? Vâng. Đấy, đi ra đường này. Em ơi dẫn đường hai vợ chồng đi. Nói thật là cơm bệnh viện thì nó mặc định rồi, nó có cái thực đơn. Đây ra bên kia. Có phải kiêng cái gì không? Chắc là kiêng rau muống với thịt gà đúng không? Vâng, vâng. Vết mổ ấy. Ăn thịt lợn được đúng không? Ăn thịt lợn được. Thịt bò được không? Bò không được. Chị không ăn được thịt bò nhỉ? Chị là không hợp với thịt bò. Thế thì ra ăn thịt lợn thôi.
Tay trái là chưa làm à? Tay trái chưa làm. À. Thế tay phải là thay băng mấy lần rồi? Thay 3 lần rồi. 3 lần rồi. Sắp liền rồi gì? Sắp liền rồi. Bao giờ tháo hẳn họ có nói không? Tháo hẳn thì không nói bao nhiêu. À. Để tí anh bảo chị Dung xem nào. Là tác động xem hộ xem là ngày mai mổ luôn. Vâng. Bây giờ mổ tay phải nữa là về đúng không? Vâng. Mổ tay phải nữa là xem mổ hai cái này, hai miếng này nữa. Ừ, cắt ra đúng không? Cái da này nữa. Bây giờ cắt là lo là cắt ra xong nó lại mọc ấy. Vâng. Chỉ sợ như thế thôi thì nó rất là tốn tiền và nó đau. Không giải quyết được cái gì. Thì cái đấy phải hỏi bác sĩ tư vấn xem như nào nhá. Vâng. Đấy, đến rồi, đến quán rồi mọi người này. Đấy. Hôm nay là cho hai vợ chồng đi ăn một bữa. Làm răng mạnh mời mọi người ạ. Ăn một bữa khác khác so với cơm bệnh viện một chút. Để thay đổi không khí cũng như là ra ngoài này thì nó sẽ thoải mái hơn. Đấy. Cái này là chưa bỏ được à? Chưa bỏ được. Bây giờ nó có bị sưng lên không? Có. Vẫn sưng à? Bây giờ là muốn cắt là cắt hai cái mép này đúng không? Đây này, chị Sùng là chị muốn cắt thêm hai cái mép này để đỡ xấu cũng như là ăn nó đỡ đau. Bây giờ ăn là nó sẽ vẫn đau. Uống nước gì không? Uống nước ngọt hay uống nước trắng? Uống thì bảo nhé. Gọi lợn rang này với cả thịt bò với rau xào. Ăn gì thêm không? Ăn thế thôi à? Ăn gì bảo nhé, không biết là không bảo là không biết đâu. Tí lại bảo là anh chị gọi về không hợp ý thì không ăn được. Nó cái em buồn tàu mà. Ờ. Thế nào, xem cái tay tí xem nào. Chín mô mà. À, vẫn đau ở khu trên đấy. Ở đây thì hơi ồn nên là cố anh chị thông cảm nhé. Tuy nhiên thì hôm nay gặp được hai vợ chồng và đã đi lại khỏe mạnh, ăn uống thì còn phải trông nữa xem ăn uống thế nào. Thì trông nữa sẽ quay chị Sùng ăn uống cho các bác xem một tí nhé. Để những người mà gửi tiền cho mình ấy, người ta xem được là người ta cũng mừng. Là sau khi giúp đỡ được như thế là đã ăn uống được rồi. Thế bà ngoại không sang hộ sông nhà? Bà ngoại không sang. Ôi rồi ôi, thế thằng em nó cứ nghỉ học thế này thì chết à? Bữa cơm là anh mời nhé, không phải lo đâu nhé. Thế tiền còn không? Tiền còn. Còn bao nhiêu? Thấy anh gửi em chưa chưa đi tiêm, em đi hỏi bác sĩ tầng 7 ấy, nó bảo là lúc này em hỏi tầm 5 hai vợ chồng ở, nhưng mà bác sĩ không tiêm thì em hỏi đi tầng 7, bác sĩ bảo là lúc nào chuẩn bị gian viện thì bác sĩ tiêm cho. Bác sĩ tiêm cho thì bây giờ em đang ở viện thì bác sĩ không ban cho. Thế thì sinh hoạt thì cứ tiêu tiền nhá, không phải giữ đâu, ý là mình đừng tiêu linh tinh là được. Ví dụ như mua hoa quả cho vợ hay là mua dầu gội các thứ thì cứ mua nhé. Sinh hoạt bình thường cứ mua nhé. Ừ, không nói lại là cứ lo là tiêu linh tinh thì cứ giữ tiền ở đấy thì lại không có tiền mà tiêu. Đấy. Cam ấy nó cứng lên hay là căng, do vì sao lại căng? Cứng là cam thì nó lại đông rồi thì vợ nó lại một ngày thì nó lại khóc mà hai lần ấy nó thì em đưa vợ đi tầng 7 thì em đi hỏi bác sĩ bảo là bây giờ em cũng đang ở viện thì tầm 5 thì bác sĩ không tiêm, lúc nào anh chuẩn bị ra viện thì em đi mua bác sĩ tiêm cho thì về nó mới không đau đúng không? Vào đi về thì nó phải tiêm một nhiều quá thì phải tiêm 3-4 lần thì vẫn là mệt. Thì em vẫn là bảo anh chuyển tiền về cho em đi mua ở ngoài bác sĩ tầm 7 về tiêm cho. Thế mình nữa về là ra bệnh viện họ tiêm cho đúng không? Vâng. Mình mang cái thuốc đấy về thôi đúng không? Mang gấp đấy đi viện tiền mình mua tiền rồi. Ok. Ở đây thì mọi người dặn là tiêm cái gì? À, không, anh ăn cơm mà em. Cho anh ăn nước chấm thôi. Đấy, anh cảm ơn nhé. Bác sĩ dặn kiêng gì là mình cứ kiêng cái đấy nhé. Canh cua chắc là ăn được đúng không? Đưa cho vợ đi. Cái này là canh cua này. Thế thì ăn rau cũng được. Ăn rau.
bò không ăn được nên là ăn thịt lợn thôi mọi người, gà cũng không ăn được. Gấp cho vợ đi, đây đây để gần mà. Hả? Thì nó không ăn thiệt nữa. Ăn đũa được gì dễ hơn một tí nhỉ. Mời đi, mời đi, mời đi, mời đi. Ăn tự nhiên nhá. Đấy, chị Sùng đã ăn được, nói chung là đỡ hơn ngày trước rất là nhiều rồi mọi người, bởi vì cái khuôn miệng là đã được mở rộng hơn. Ăn uống là cũng dễ dàng hơn một chút rồi. Đấy. Tay thì bên tay phải đã phẫu thuật rồi nên là nó đã đỡ đau và có thể cầm đũa dễ dàng hơn đợt trước một xíu rồi. Tuy nhiên thì do là phải kiêng khem rất là nhiều vì là mới phẫu thuật cho nên là các cái vết mổ nó vẫn chưa lành. Không ăn được à? Hay là không thích ăn? Thế ăn cơm với cái gì? Ôi giời ơi! Bình thường vừa ăn thịt lợn đang xuống. À... Bổng ơi! À, không thích ăn à? Ôi rồi ôi, thế thì mời bữa cơm này chả ăn được gì, chỉ ăn rau thôi à. Đợt trước ở trên Quảng Bạ cũng thế mọi người ạ. Ngoài đồ ra nhưng mà chị Sùng chị không thích ăn, có thể là không hợp khẩu vị. Bây giờ để mọi người ăn uống tự nhiên thì Tam Giác Mạch cũng xin phép dừng cái video đã ấy, để ăn đã. Mời cô bác anh chị khán giả là dùng cơm với gia đình. Thì sau quãng thời gian phẫu thuật thì bây giờ chị Sùng cũng đã ăn uống thoải mái hơn rồi, tay thì cũng linh hoạt hơn rồi. Thì chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều. Đấy. Xong một bữa trưa tại thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Đấy. Chị Sùng thì không ăn được gì như mọi lần. Không phải không ăn được mà chị không thích ăn. Ăn nguyên rau. Ăn nguyên rau với một bát cơm thôi. Đấy. Đây là chỗ thức ăn còn dư thì Tam Giác Mạch bảo là mang về luôn. Bởi vì là phải tiết kiệm cũng như là phải tôn trọng cái thức ăn, trân trọng thức ăn. Đấy. Mang về thì tối có thể hai vợ chồng sẽ ăn tiếp. Đấy là một cái thói quen của Tam Giác Mạch thôi. Bây giờ là mỗi ít hào quả xong là hai vợ chồng về nghỉ ngơi nhá. Thì cái vấn đề mổ hay không tí nữa anh sẽ điện cho chị Dung. Chị trả lời như thế nào, nếu mà không mổ thì mai sẽ là về cùng nhau luôn. Xong là về đến Hà Giang thì đi xe của anh thì nó đỡ mất tiền. Nhá. Còn nếu mà thế hôm nọ bác sĩ bảo như nào mà đến bây giờ vẫn chưa mổ? Hôm nọ bác sĩ bảo là mổ cái mông nó lại hai tay thì lần trước mổ cái mông trước, nhưng mà lần hai thì mổ một tay phải, lần sau thì mổ cái tay cái tay trái nữa mà bây giờ bác sĩ bảo là thể sức khỏe yếu quá là không mổ nữa mà. Em bảo là em xin bác sĩ mổ một lần thì sang năm thì em không có tiền thì chả biết em có xuống được không. Không tiền thì nếu mà dư thì anh vẫn cầm, thì sang năm xuống được, bởi vì bác sĩ người ta tư vấn cũng đúng thôi. Vâng. Trong một thời gian ngắn mà mổ mấy chỗ liên tục như thế thì ai mà chịu được. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì tí nữa anh sẽ hỏi bác sĩ, nếu mà bác sĩ bảo không mổ được trong năm nay thì ăn Tết xong khỏe khỏe thì mình lại xuống. Vâng. Chứ đừng cố làm trong một lúc mà nó em có làm đâu mà em biết nó đau như nào, đúng không? Đúng. Với cả thuốc nhiều nữa có phải đơn giản đâu.
bây giờ mổ 3-4 chỗ liền trong vòng một thời gian ngắn như thế, một tháng như thế thì có máy còn không chịu được cái nói gì người đúng không? Thì đừng có mà cố đỡ ăn xôi nhá, đến lúc là vợ lại lợn lành thành lợn què đấy thì rất là khổ. Thì cái vấn đề đấy anh sẽ liên hệ, thì nếu có gì không thay đổi thì mai sắp xếp hành lý là đi về. Thì trước khi về là chào và cảm ơn bác sĩ một câu chân thành nhất nhé. Còn bây giờ là vợ chồng anh cũng về nghỉ đấy, mua ít hoa quả. Vợ thích ăn quả gì? Hả? Vợ thì nó ăn cơ ít thôi, thích ăn quả nhiều thôi. Thích ăn quả gì? Quả như hồng nò anh mua về. Táo à? Vâng, quả táo. Ok. Nên là mua táo. Hả? Và bảo không có tiền không mua. Ôi trời ơi, em điếu. Bà lúc nào sợ không có tiền là thôi. Em mua điếu chị nhá, chị Sùng nhá. Để chị ăn chị khỏe nhá. À thích ăn quýt. Ăn hoa quả nhiều nó tốt mà. Cơm thì ăn ít nhưng mà thích ăn quả nhiều. Đấy. Cơm thì khó ăn, với lại là đang mổ như thế này thì vết mổ nó sẽ rất là loằng ngoằng. Ăn hoa quả tốt hơn. Bao tiền cân bé? Mua lấy 2 cân đi. Đây là quả quýt à? Thế gọi cho mẹ xem nào. Cam vỏ giòn hay sao ấy? À cam canh. À. Có ăn quả gì nữa không? Hả? Thế thôi à? Rụt rè lắm nhỉ? Rụt rè bắt hàng như vậy là một lần nữa là thông tin tới quý khán giả, cô chú anh chị, lý do tao giấc mạch vắng mặt, và thứ hai là cập nhật tiến độ sức khỏe của hai vợ chồng. Nếu như mà bác sĩ kết luận là không thể mổ được nữa mà đợi sang năm thì ngày mai, tôi nghĩ video này phát sóng là hai vợ chồng cũng đang ngược về Hà Giang rồi mọi người nhé. Bây giờ thì hai vợ chồng về nghỉ. Hẹn gặp lại quý cô anh chị khán giả trong những cái thước phim tiếp theo. Trong những thước phim tiếp theo thì Tam Giác Mạch đã có mặt ở nhà rồi. Xin chào và xin cảm ơn.